với độ bền vượt trội, khả năng chống thấm, chống đâm mốc hiệu quả, dễ dàng sử dụng trong khi thi công, giá cả lại vô cùng hợp lý. Đây chính là những ưu điểm nổi trội của keo tuyết trà mạch Comac Luxury và Comac Special, một vật liệu xây dựng mới đang rất được ưa chuộng trong những năm gần đây. Không giống như vật liệu truyền thống ngày trước là xi măng trắng, sau một thời gian sử dụng đã xuất hiện rêu mốc và bong chóc, gây tính bất thẩm mỹ. Từ ngày tôi chuyển qua sử dụng keo tuyết trà mạch Comac, tôi thấy keo có độ bám dính rất là cao, có khả năng chống thấm, chống bám bụi và rêu mốc. Đồng thời, keo có rất là nhiều màu sắc để tôi có thể lựa chọn phù hợp với từng màu gạch khác nhau. Và mới đây, công ty Thành Thắng cho ra dòng sản phẩm keo tuyết Comac Luxury chuyên dùng cho ngoài trời có độ bền màu sắc lên tới 10 năm. Và đặc biệt, keo trà mạch tuyết Comac rất là dễ thi công và sử dụng. Keo tuyết trà mạch Comac là sản phẩm chất lượng thuộc công ty cổ phần đầu tư quốc tế Thành Thắng. Sản phẩm được sản xuất trên một dây chuyền hiện đại đạt chuẩn châu Âu và thích hợp dùng để trà mạch khi ốp lát các loại gạch ceramic, gạch sứ porcelain. Đá ốp lát áp dụng cho tường, sàn và đá tự nhiên. Với chất lượng đã được khẳng định, đây chắc chắn sẽ là một vật liệu không thể thiếu, góp phần đưa công trình bền đẹp cùng thời gian.